Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, khi chúng ta đã nhờ được lời hướng dẫn của Hội Thánh và nhất là lời hướng dẫn của Hội Thánh là dựa trên những lời Chúa mặc khải trong Thánh Kinh để chúng ta biết được về Thiên Chúa đấng chúng ta tin tưởng, yêu kính và tôn thờ, thì chúng ta lại được biết rõ thêm Thiên Chúa không như con người chúng ta, có những cái nhu cầu của đời sống hàng ngày như là cơm ăn, áo mặc, nhà ở và cả nhiều cái nhu cầu về tâm lý, về cái ước vọng được hiểu biết và kể cả những cái tham vọng thường xảy ra trong cái thế giới loài người chúng ta về quyền lực, về vinh quang và những cái giàu sang vật chất khác. Chúng ta cùng nghe lời Chúa trong Thánh Vịnh số 50, bắt đầu từ câu số 5. Hãy triệu tập cho ta những người trung hiếu. Dân ta hỡi nghe đây, ta phán dạy. Ta là Thượng Đế, là Chúa ngươi thờ. Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ. Lễ toàn thiêu của ngươi hằng nghi ngút trước mặt ta đêm ngày. Bò của ngươi ta nào có thiết, chiên của ngươi chẳng lẽ ta ham, vì thú rừng là của ta hết thảy, cả ngàn muôn loài vật núi đồi. Mọi thứ chim trời ta đều biết rõ, động vật nơi hoang dã thuộc về ta. Ta mà đói ta đâu cần nói ngươi hay, vì trái đất với mọi loài chính ta làm chủ. Thịt bò há là thức ta ăn, máu chiên há là đồ ta uống. Rõ ràng thưa anh chị em, Thiên Chúa là đấng hoàn toàn tinh thần. Thiên Chúa không có thể xác như nhân loại chúng ta. Vì do đó, Thiên Chúa cũng không bị ràng buộc vào những cái nhu cầu, những cái tiện nghi của con người. Con người cần phải có những cái tiện nghi để sinh sống. Con người cần có những cái nhu cầu thỏa mãn được cho cái sinh tồn của thể xác. Con người cũng cần có những cái nhu cầu về tinh thần, về tâm lý để được phát triển về cái phương diện tâm hồn, phương diện hiểu biết, phương diện trí tuệ của mình. Rõ ràng Thiên Chúa vượt xa tất cả mọi cái khát vọng rất là đời thường của con người, bởi vì Thiên Chúa vừa là đấng tạo hóa, muôn loài muôn vật đều là cái sản phẩm do quyền năng sáng tạo của Chúa, xuất phát từ lòng thương yêu của Chúa muốn trao cho con người được những cái phước lành đó, để con người nhận ra được vinh quang của Chúa, nhận ra được lòng tốt của Chúa. Còn chính Chúa thì lại không hề bị trói cột vào những cái tiện ích vật chất đó. Vì do đó, chúng ta cần phải sửa đổi lại cái quan niệm của chúng ta rất là sai lầm khi chúng ta đưa những cái tham vọng, đưa những cái nhu cầu, đưa những cái tiện nghi của con người để nghĩ rằng Thiên Chúa cũng chịu ràng buộc trong cái quy luật, như là con người chúng ta phải bị trói cột. Những cái nhu cầu mà con người chúng ta thấy rằng rất là cần thiết để chúng ta sống và làm việc và phát triển thì không hề là nhu cầu đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa còn là đấng vượt xa tất cả mọi cái khát vọng như con người chúng ta về quyền lực,
về danh vọng hay là về những cái lý do hết sức là phàm tục. Rõ ràng là chúng ta có được cái soi sáng của Thánh Kinh, có được cái lời huấn giáo của Hội Thánh để hiểu Thiên Chúa chúng ta tin tưởng, yêu kính và tôn thờ là một Thiên Chúa không bao giờ có thể chịu ràng buộc vào những cái quy luật của người phàm. Và do đó thật là sai lầm khi mà chúng ta cho rằng có thể dùng những cái lợi lộc thấp hèn của con người đó như là những cái của lễ, như là những cái quà biếu xén, như là những cái cách thức để mua chuộc được cái thẩm quyền của Thiên Chúa, mua được cái thiện cảm của Thiên Chúa. Nhiều lần con người chúng ta, và trong đó có cả những tín hữu của chúng ta, đã sai lầm cho rằng khi mà chúng ta dâng kính Chúa, những cái của lễ xuất phát từ cái thế giới vật chất này là chúng ta làm ơn cho Chúa, là chúng ta cố gắng để tranh thủ lấy được cái phước lành của Chúa, cái thiện cảm của Chúa. Thậm chí có đôi khi có người còn nghĩ rằng với những cái của lễ vật chất, hoặc là tiền bạc, hoặc là danh vọng, chúng ta có thể buộc Thiên Chúa phải chấp thuận theo những cái yêu cầu của chúng ta. Và còn sai lầm hơn nữa, nếu chúng ta cho rằng khi chúng ta làm việc tôn thờ Thiên Chúa thì Chúa mang ơn chúng ta, thì Chúa phải trở thành như cái người nợ chúng ta một cái ân huệ nào đó. Điều này đã được phụng vụ của Hội Thánh truyền dạy rất rõ ràng, thưa anh chị em, trong Kinh Tiền Tụng Chung số 4. Trong đó Hội Thánh đã mạnh mẽ tuyên xưng về nghĩa vụ của con người chúng ta là phải thờ phượng Thiên Chúa. Và khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa thì đó là một cái vinh dự cho chúng ta, chứ không phải vinh dự cho Thiên Chúa. Khi chúng ta biết cúi đầu để tạ ơn Chúa đứng để cho chúng ta được hiện hữu từ hư vô, và nhất là để cho chúng ta được sống và hoạt động như là một nhân vị được sáng tạo do lòng thương xót của Thiên Chúa, giống hình ảnh của Thiên Chúa, thì đó là việc nâng cao phẩm giá của con người chúng ta trên tất cả muôn loài muôn vật khác. Mời anh chị em nghe những lời của Kinh Tiền Tụng. Lạy Chúa, tuy Chúa không cần chúng con chúc tụng Chúa, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa là một hồng ân Chúa ban. Hội Thánh tuyên xưng một cách mạnh mẽ và có cơ sở là bởi vì Hội Thánh đã được Chúa Giêsu thành lập để tiếp tục sứ mạng giảng dạy cho nhân loại biết thánh ý của Chúa, biết được những cái bí mật, những cái mầu nhiệm của Chúa. Thì đây là lời đã được Chúa soi sáng để chúng ta hiểu được là Chúa không cần chúng ta phải chúc tụng Chúa. Tại sao thưa anh chị em? Bởi vì như chúng ta đã được lời dạy của Thánh Kinh và được lời huấn giáo của Hội Thánh, Thiên Chúa là đứng tự hữu, Thiên Chúa là đứng hằng hữu, Thiên Chúa là đứng lúc nào cũng sống một cách hạnh phúc, một cách vinh quang ở trong cái quyền năng của Chúa từ muôn thuở, từ trước cả khi sáng tạo vũ trụ càn khôn, nghĩa là trước khi có chúng ta, trước khi có các thiên thần, trước khi có mặt trời, mặt trăng, núi đồi, sông biển, chim trên trời, cá dưới nước và các cái loài động vật, tất cả các hình thức hiện hữu, thì Chúa từ muôn đời đã là Thiên Chúa trong vinh quang của Chúa, trong hạnh phúc vĩnh viễn, trong hạnh phúc viên mãn của Chúa. Và cho dù
là sau này, giả sử khi mà toàn bộ cái ngũ hành này, toàn bộ cái công trình sáng tạo này, toàn bộ muôn loài muôn vật và toàn bộ con người chúng ta có trở về con số không, trở lùi lại về cái hư không, thì điều đó không hề ảnh hưởng đến vinh quang của Thiên Chúa, không hề ảnh hưởng đến hạnh phúc của Thiên Chúa, không hề ảnh hưởng đến quyền năng của Chúa. Bởi vì chúng ta tin vững vàng rằng Thiên Chúa từ muôn đời và mãi mãi muôn đời vẫn là Thiên Chúa uy quyền, vinh quang và hạnh phúc. Chúa không cần bất kỳ ai, bất kỳ điều gì để thêm vinh quang cho Chúa. Và cũng chẳng có bất kỳ ai, bất kỳ cái một vật thụ tạo nào có thể làm giảm bớt vinh quang và quyền năng cũng như hạnh phúc vĩnh viễn của Chúa. Đây là điều mà chúng ta đã được Thánh Kinh và chúng ta đã được huấn quyền của Hội Thánh dạy bảo. Như vậy, liệu còn ý nghĩa gì không? Việc chúng ta phải thờ phượng Thiên Chúa, việc chúng ta phải tuân giữ luật pháp của Thiên Chúa, luật pháp mà Chúa đã ban cho chúng ta qua Đại Ngôn Sứ Mô-sê, qua 10 điều răn, luật pháp mà Chúa đã tiếp tục ban cho chúng ta qua chính Chúa Giê-xu Ki-tô là ngôi hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Lý do gì mà chúng ta phải tiếp tục để vâng phục thánh ý của Chúa, tuân giữ một cách cặn kẽ lề luật của Chúa, và nhất là phải chu toàn việc thờ phượng Chúa? Chúng ta cũng đã vừa nghe ở trong lời dạy của Hội Thánh: nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúc tụng của Chúa của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Như vậy rõ ràng là khi chúng ta làm tròn nhiệm vụ tôn thờ Chúa thì chúng ta lại được phước lành của Chúa, chúng ta lại càng được nâng lên cái địa vị cao quý của chúng ta, bởi vì chúng ta thay cho muôn loài muôn vật, những loài không có trí khôn, để chúng ta cúi đầu xuống trước Thiên Chúa bằng tất cả trí khôn của chúng ta tuyên xưng Chúa là đấng tạo hóa. Chúng ta cũng có được cái lời nói là ơn phước Chúa dành riêng cho loài người chúng ta để thay cho muôn loài muôn vật không có tiếng nói, để lớn tiếng chúc tụng lòng thương yêu của Thiên Chúa. Và chúng ta cũng được Chúa ban cho cả một cái trái tim để biết xúc động, để biết tri ân trước tình yêu vô biên vô tận của Thiên Chúa thay cho muôn loài muôn vật không được cái phước lành là có cái khả năng yêu thương như chúng ta. Đó chính là cái ý nghĩa của việc chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa là chủ thực sự của tất cả mọi cái sự hiện hữu, mọi cái có mặt ở trên cái cõi đời này, ở trong vũ trụ hàng không này. Mà trong khi đó thì Chúa hoàn toàn siêu thoát, không bị ràng buộc trong bất kỳ một cái nhu cầu, một cái tiện nghi nào như con người chúng ta thực sự vẫn còn đang bị ràng buộc, đang bị hạn chế trong tất cả các nhu cầu, các tiện nghi để chúng ta có thể sinh sống, để chúng ta có thể làm việc, để chúng ta có thể tiến tới việc hoàn hảo cái ơn gọi làm người của chúng ta. Xin cảm ơn anh chị em.